Minecraft. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ có 9 trái tim trò chơi. Và khi sở hữu đủ 9 trái tim này, mình sẽ trở nên vô địch thiên hạ luôn. Con rồng tuổi gì mà quánh lộn với mình nữa. Mình sẽ chặt nó ra từng khúc nhỏ và làm món rồng rang đậu phộng. Hiện tại vừa vào game thì mình chỉ có một trái tim thôi, nên phải đi chậm nói khẽ, không nên kiếm chuyện quánh lộn với bất kỳ ai. Chứ tầm này anh zombie ho một cái thôi là mình vĩnh biệt cụ luôn. Đầu tiên mình cần phải đi làm một việc quan trọng mới được. Đó là làm lâm tặc á. Phụ anh tai heo ơi. Thôi, không cần đâu, chỉ cần đừng đi quá xa chỗ này là được rồi. Để có được 9 trái tim còn lại, thì mình cần phải làm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Đầu tiên là cần khai thác 10 lóc bất kỳ với cây cúp gỗ để mở khóa trái tim trò chơi Fortnite. Quá đơn giản. 1, 2, 3, 9, 10. Wow. Trái tim Fortnite đã được mở khóa và chúng ta được tặng một cây cúp. Nhìn giống cái búa ngoài đời thật ghê á. Wow. Cộng 200% tốc độ đào. Rồi tới công chuyện luôn. Mình mà có cây cúp này ngoài đời thật thì đi đào củ lan hết bài luôn. Bên nhà hàng xóm mình có nhiều củ lan lắm. Còn cái nút này để làm chi ta? Cha. Con ở mông ếch. Nguy hiểm quá. Ê nhỏ ơi, đừng có quýnh anh. Dụ nó xuống nước. À. Như vậy vừa rồi mình đã mở khóa được trái tim ở mông ếch rồi đó. Còn chơm được con dao của thằng nhóc nhỏ nữa nè. Không biết dao này xịn không ta. Heo ơi. Heo. Con coi coi cây kiếm này bén không heo. Heo nói muốn biết là phải thử. Rồi xong, con dao đồ chơi. Chém con heo 4-5 cái không chết là hiểu rồi. Và mình được cho thêm một cái trứng nữa nè. Cha. Nhiệm vụ tiếp theo là phải nộp cho anh trai này 16 cái khối gỗ. Bộ xây nhà hả anh? Tưởng gì chứ đơn giản thôi. Lâm tặc là nghề của mình mà. Nè anh trai ơi. Mình vừa mở khóa được trái tim Pikachu và được tặng một cái đuôi. Cha. Sơ hở xém bị trái trụi lông chân luôn. Heo ơi. Ôi, con heo bị sét đánh trúng biến thành anh heo đẹp trai luôn rồi kìa. Thôi để mình kiếm chút đồ ăn rồi làm gì thì làm, chứ để lát nữa đói không biết làm sao. Lấy than và làm lò nung thôi. Thịt heo mới nướng thơm quá mấy bạn ơi. Nhưng mà mình chưa có đói bụng nên để dành. Và tiếp theo mình sẽ mở khóa trái tim Mario bằng việc hoàn thành thử thách từ chiếc nón này. Chà. Mình phải nhảy bắt cua lên đó để lấy trái tim. Nghe khó dữ vậy ta. Chà. Ý chà. Ghê chưa, ghê chưa. Bắt đầu nghe mệt mệt rồi đó. Đá người ta mập rồi còn bắt nhảy nhót nữa.
Bởi người ta nói hãy làm việc thông minh chứ đừng làm việc chăm chỉ, làm gì cũng phải dùng cái đầu hết á. Vậy phải nhanh hơn không? Lụm. Chà. Sau khi mở khóa trái tim Mario, mình có khả năng nhảy cao mấy bạn ơi. Chà. Ở ngoài đời thật mà mình nhảy cao được như vậy thì còn gì bằng. Mấy cây xoài xung quanh nhà xác định với mình luôn. Và trái tim tiếp theo mình cần mở khóa, đó chính là trái tim Minecraft. Và công thức mở khóa nằm trong bàn chế tạo. Đây rồi, lá cây và đất. Để có được lá cây thì mình cần phải có một cây kéo, mà cây kéo thì được làm bằng sắt. Vậy là mình phải đi mai một chuyến thôi. Sắt đây rồi. Công nhận cúp xịn đạo có khác. Ôi, anh Ripper hôm nay lại buồn chuyện gì nữa vậy? Hai anh mà cùng nổ thì có nước mà chầu Diêm Vương luôn. Chà. Ôi, đi ra đi, không an ủi anh Ripper đâu. Mùng 1 Tết mà thấy cái mặt anh Ripper hết muốn lì xì luôn á. Nhiều đầy sắt tha hồ mà chế tạo. Nung thôi. Ngon lành. Tiến hành đi cắt lá cây thôi nào. Chà. 1, 2, 3. Ủi. Đâu ra nhiều dân làng vậy? Chào bác. Toàn mấy bác thất nghiệp không à, còn bị đặt có tên trên đầu nữa chứ. À mình nhớ rồi, mấy bác này xuất hiện mục đích là để mình mở khóa trái tim tiếp theo á. Trái tim có tên là Gata. Và mình phải đánh 10 bác dân làng. Hello. Bạch. Ủi. Mình đánh xong mấy bác dân làng bay đâu mất tiêu luôn. Còn 8 bác nữa. Thấy bay lên mà không thấy rớt xuống, không lẽ lên mặt trăng ở luôn hả ta? Còn 5 bác nữa. Chà chà. Núp nè. Chà. Mở khóa trái tim Gata, mình được một cái mê cung và một cái cây súng. Chà. Wow wow wow. Amazing, good job em luôn. Còn cái mê cung này thì sao? Chà. Ôi. Wow. Và để mở khóa trái tim tiếp theo có tên là Batman thì mình phải hoàn thành cái mê cung này đó. Cái trái tim đó nằm đâu trỏng á? Để mình vô coi coi. Ôi. Mới vô có một chút mà mình chóng mặt quá mấy bạn ơi. Nhưng mà khoan đã, lụm vàng trước rồi tính tiếp. Bây giờ tiếp tục khám phá mê cung thôi. À, quá đơn giản. Trái tim Batman. Chà. Ôi. Bác dân làng. Chờ coi, chờ xíu bác ơi, chờ xíu. Muốn lấy trái tim Roblox
thì phải cho bác 16 cục thịt heo. Bác đứng đây chờ con xíu nha. Cái gì chứ heo còn không thiếu đâu. Ôi, tính ra cái mê cung này xịn sò dữ ha. Xây bằng khối vàng với khối kim cương đồ. Không lấy thì hao phí của trời. Tuyệt vời. Heo ơi, cho anh xin miếng thịt nha. Im là đồng ý á. Núp mà được cái đít ra. Người ta nói ngu như heo là có lý do mà. Bác dân làng ơi, con có đủ thịt heo rồi nè. Bác cầm trái tim đi đâu đó. Đợi. Ôi, đổi xong bác dân làng xỉu luôn rồi. Mở khóa trái tim Roblox, mình được sức mạnh 2 và một quả trứng Huggy Wuggy. Và bây giờ mình phải đánh bại cái con Huggy Wuggy này để mở khóa trái tim cuối cùng. Hồi hộp quá, không biết nó có mạnh như con heo không ta. Chà. Ôi, bự vậy. Người nó toàn là gai không à. Nó còn cười nữa kìa. Chạy lẹ, chạy lẹ. Chà. Ui, phải dùng vũ khí hạng nặng thôi. Mày. Sợ liền. Ráng liền. Wow, cây súng này mạnh dữ. Ủa nhưng mà mở khóa trái tim này sao không cho mình gì hết vậy ta? Chỉ được cái là máu nhiều hơn thôi. Thôi kệ, sao cũng được. Dù gì mình cũng đủ mạnh rồi. Với những khả năng của những trái tim mà mình đã mở khóa được thì mình đủ tự tin để đi quýnh rồng rồi. À, làm một cái xô. Múc nước tạt xuống dưới đây. Và chúng ta đã có hắc diện thạch. Không biết là cây cúp này của mình đào bể nổi không nè. Wow. Chẳng những bể mà còn nhanh nữa. Còn dư ít kim cương để mình làm bộ giáp mặc luôn cho đẹp trai. Còn 3 viên không đủ làm đôi giày. Xui ghê á. Chà. Nguyên liệu đầu tiên mà mình cần tìm đó chính là que quỷ lửa. Hello, mấy anh quỷ lửa đâu rồi? Sao toàn thấy mấy anh heo không vậy? Phải thử súng trước mới tự tin được. Ôi, đi ra đi. Đã đen rồi, còn muốn đen hơn nữa. Chà, mình phải dùng bằng rìu thôi, chứ trong đây mà xài súng là banh chành luôn á. Đủ rồi. Tiếp theo mình sẽ tìm mấy anh heo để chôm vàng. Nhưng mà để nấu ăn cái đã. Mình ăn nhiều nhiều chút xíu nữa là mập giống mấy anh heo luôn. Cái mấy ảnh tưởng mình là đồng loại, không có quýnh mình. Hello. Và đây chính là Bastion, căn cứ của mấy anh heo. Và anh heo đó là dân chơi nhất ở đây á. Ảnh cầm rìu chém đau lắm. Nhưng rìu sao chơi lại súng. Dưới đây có 2 khối vàng. À, anh heo đó được giao trọng trách là phải coi chừng 2 khối vàng đó hả ta? Vậy thì chia buồn cùng anh nha. Ôi, nổ tung luôn khối vàng của mình rồi. Nhìn nè.
Ôi ì, liêu liêu đầu lùm. Ngon lên đây quýnh lộn nè. Chắc ảnh đèn ức chế mình lắm á. Thì làm gì nhau? Có cái gì trong đây? Wow. Chà, cái quần này sáng sáng đẹp quá ta. Mình không phải kiểu người có mới nới cũ, có chăng quên đèn. Nhìn cái gì? Mấy cây nỏ thô sơ đói mà đòi chống cự với cây súng của mình. Thật nực cười. Hello anh Hèo. Đổi vàng không anh? Sao nhìn mặt anh heo này đằng đằng sát khí vậy ta? Vàng nè. Tưởng gì cũng ngu như heo thôi. Tha hồ mà đổi. Trời ơi, vàng thiệt, người ta làm bằng chính sức lao động đó. Không phải vàng trộm cắp đâu mà nhìn kỹ dữ vậy. Đủ rồi anh heo ơi. Tới giờ em đi công chuyện rồi. Cảm ơn anh đã nhiệt tình đổi đồ giúp em. Tặng anh bộ đồ. Anh heo mặc vừa y luôn ta. Mặc cái áo giáp sắt mình tặng vô cái tăng cái độ đẹp trai của anh heo lên gấp 3 gấp 4 lần luôn. Chúc anh một ngày vui. Và hiện tại mình đã có mắt gián điệp trong tay. Lên đường đi đánh rồng thôi. Dân làng thân yêu, mặc dù mình đang rất là bận, nhưng vì nhớ bà con ở trong xóm nên chắc là ghé thăm một chút rồi đi đâu thì đi. Đúng không ngựa? Cha. Cái ngựa thích mình rồi. Cũng không thích lắm. Pikachu. Không thích thì làm ngựa nướng. Sao bà con lại để kiện rơm lung tung vậy ta? Lỡ trời mưa xuống rồi ướt hết làm sao? Để mình dọn. La 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 la. Bé thợ rèn. Wow. Nhưng đối với mình cũng thường thôi. Nhưng cho mình xin hai trái táo. Mình không có tham đồ, chỉ có tham ăn thôi. Thôi con đi đánh rồng nha mấy bác dân làng. Hôm khác có nhiều thời gian con sẽ ghé lại thăm. Ôi, sao trên đường đi đánh rồng của mình gặp nhiều người quen dữ vậy ta? Sẵn tiện trừ hại cho dân luôn. Hello. Ghê không, ghê không? Cung tên gì tầm này nữa? Liều lêu. Không lo dập lửa kìa. Ở đó mà bắn. Đi đi. Ôi anh Golem. Wow. Pikachu. Ôi trả anh Golem rồi. Ra lẹ anh Golem ơi. Yeah. Có sao không anh Golem? Để mình sửa chữa lại cho anh Golem mới được. Wow. Đẹp trai lại rồi kìa. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Chà. Thôi đi quýnh rồng, mất nhiều thời gian quá rồi. Ừ.
Công nhận cái cúp này đào đỉnh thiệt. Hello Asigon Moto. Ôi, đông vậy. Quay nè. Chà. Để mình thử sử dụng đuôi Pikachu triệu hồi sấm sét coi được không nha. Chà. 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 Tuy triệu hồi được sấm sét nhưng sát thương không đủ giết mấy anh Enderman này mấy bạn ơi. Mấy anh bu lại đập mình đau quá trời luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đi phá mấy cái trụ hồi máu rồi quýnh lộn với con rồng vui hơn. Chà. Wow. Quá đơn giản. Chà. Trời ơi trời ơi, con rồng này nó phun nước miếng ướt hết đất luôn rồi nè. Ôi ôi ôi, nó xuống. Mày nè rồng. Ui. Ủa sao cây súng bắn xuyên qua con rồng mà không gây sát thương vậy ta? Rồi, để thử lại lần nữa coi sao. Đúng rồi. Cách này được. Nhưng cũng không gây mất máu bao nhiêu hết trơn á. Mình cố tình bắn xung quanh để cho nó nổ và gây sát thương con rồng, nhưng cũng không được bao nhiêu. Chắc là phải sử dụng vũ khí thô sơ thường ngày thôi mấy bạn ơi. Mấy cái đồ hiện đại này hại điện ghê á. Né. Xuống đây cho bánh mì nè rồng ơi. Ôi. Không xuống thôi còn phun nước miếng vô đầu người ta nữa. Đúng rồi. Được cái đầu hướng nào. Con rồng này liều thiệt. Máu liều. Nhiều hơn máu não nè. Tham ăn bánh mì chi rồi chết. Lệnh chiến lệ phẩm thôi. Và cuối cùng con rồng cũng chịu chấp nhận ngồi trong nồi rồi mấy bạn ơi. Thôi không để mấy bạn chờ lâu, bây giờ mình về vô bếp chế biến đồ ăn rồi ship cho mấy bạn nhé. Bye bye.